30 tấn đường kính trắng có nguồn gốc nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt đã bị đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Phú Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Yên phát hiện và tạm giữ vào ngày 1 tháng 11 năm 2019. Số đường này vận chuyển cùng với các mặt hàng bột ngọt và bò húc từ tỉnh Quảng Trị trên xe tải do tài xế Đỗ Ngọc Quan ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế điều khiển, đưa đến thành phố Phan Thiết, tỉnh Ninh Thuận để tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng chỉ xuất trình được hóa đơn bán hàng, nhưng trên bao bì không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi rất mờ, có bao không ghi. Theo hóa đơn bán hàng, số lượng hàng hóa là 30 tấn đường, giá bán là 9.000 đồng 1 kg. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.